chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Trong chương trình này thì Quốc Thuận sẽ tham gia với vai trò là người dẫn chuyện. Và không chỉ một mình Quốc Thuận mà Quốc Thuận sẽ còn đồng hành với một người. Người chỉ xuất hiện trong cái... Ai vậy? Ai vậy? Tôi nè. Trời đất ơi. Thúy Nga nè. Sao em nhìn chị em ngỡ ngàng quá vậy? Trời đất ơi. Chị giãn cái coi. Ôi dạ, ôi dạ, ai dạ. Chị Thúy Nga đây hả? Nó đó. Trời ơi, hồ quý vía à. Nói nghe nè, lâu lắm rồi hai chị em mình mới gặp nhau. Chị có biết hôm nay chị tham gia chương trình gì không? À, nói chung là chị không biết, chị không biết. Ủa gì kỳ vậy? Em giới thiệu với chị, đây là chương trình mang tên Gõ Cửa Thăm Nhà. Gõ Cửa Thăm Nhà, một chương trình truyền hình thực tế mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với một nghệ sĩ Thúy Nga tưởng sắc sảo có phần đanh đá, nhưng thực tế lại là một người phụ nữ đa cảm, thấu hiểu. Và còn một Quốc Thuận hoạt náo và vui nhộn nhưng lại là một người đàn ông ấm áp, bởi họ đã lên đường để đến và thăm. Nhà tôi mà nói tới bữa Tết cũng không có bữa cơm gia đình. Đây là lần đầu tiên. Bởi họ đã giúp các thành viên lần đầu ngồi lại bên nhau trong bữa cơm gia đình. Và nỗi lòng chưa bao giờ được nói ra. Cảm giác giống như là trong nhà nhưng mà lại không thuộc về gia đình. Bữa cơm hôm nay các con yêu thương nhau. Một chút mẹ qua đời, mẹ cũng rất là mừng. Để sau đó thì cánh cửa nhà khép lại, phía sau bước chân họ sẽ chỉ còn niềm vui và tình yêu. Gõ cửa thăm nhà. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với số đầu tiên và đến với cặp vợ chồng đầu tiên trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Và bây giờ theo chân Quốc Thượng và Thúy Nga nha. Yeah. Em nhớ là ở đâu đây nè? Cái nhà này là biệt thự hay là nhà sao? Không, một chút chị thấy đi, nhà đặc biệt lắm. Vậy hả? Em ơi, cho anh hỏi nhà Hồng ở đâu à? Nhà chị Hồng á, nhà này hả? Chắc đúng hơn. Dạ đúng rồi, Dương Hồng. Dạ. Nàng dâu của tôi. Xin chào bác. Quay phim mẹ chồng nàng dâu đó. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Sang, năm nay tôi 66 tuổi. Con tên là Dương Hồng, hôm nay 38 tuổi, ở Hóc Môn. Mình tên. Lúc đón dâu về quận 4 á, gung quá trời gung luôn. Mà lúc đó sợ mẹ chứ không có bầu. Lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, không biết sao sợ mẹ nó, bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ lên sắp ăn thịt tôi rồi. Bác, ủa mà cái này con chị Hồng sao mà đông vậy? À, bác giữ trẻ hả? À, Hồng đâu bác? Dạ, Hồng chưa về. Dạ, đi bán vé số. À, Hồng thường bán vé số đâu cơ? Ở ngoài chợ Hóc Môn. Ngoài chợ Hóc Môn hả? Vậy giờ thôi bác ở đây đi ha. Con chạy ra ngoài chợ Hóc Môn. Con với Quốc Thuận đi tìm chị Hồng. Để coi chị Hồng đang ở đâu ha. Đây ha, đi nha. Dạ. Rồi chị Nga ơi, thôi giờ hai chị em mình chia ra đi tìm đi. Nha, rồi. Mình truy tìm phải không? Ừ. Ê, nó nghe nè. Hả? Nhưng mà chị chưa biết mặt chị Hồng rồi sao chị biết đâu chị tìm? Không sao cả. Chị là ai cũng biết chứ, chị nổi tiếng mà. Cứ ai kêu chị là người đó là chị Hồng. Và sau đó chị phải hỏi liền, có phải tên Hồng không? Dạ. Đặc điểm nhân dạng, cầm cùi giấy số là y thị. Ok. Nha, ok. Đã. Rồi, chị ra đi tìm nha. Không biết Hồng nó đang ở đâu. Hoang mang quá, không biết chị Hồng ở đâu luôn trời. Lo quá à. Hồi đó giờ là Quốc Thuận đi Hóc Môn nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà mình đi trong một cái tâm trạng mà đi tìm người như vậy hả? Không biết Hồng nó đang ở đâu. Không biết bà Thúy Nga có tìm được Hồng chưa nữa. Ở đây có ai biết chị Hồng mà bán vé số không? Chị Hồng á? Chị Thúy Nga. Dạ. Ủa chị này biết Thúy Nga. Chị là chị Hồng hả? Chị muốn giúp cho em là Hồng nè. Trời ơi Hồng hả? Trời ơi đứng ở đâu mà thấy chị hay vậy? Em đi bán giúp giật nè. Trời ơi chị Hồng đây hả? Trời ơi Hồng mặt xinh quá à. Có biết Hồng bán giấy số ở đâu không anh trai? Rồi bán được hết chưa? Bán còn nhiều đó nữa hết á. Còn nhiều mà vậy bây giờ mấy giờ sổ? Sắp sổ rồi. Sắp sổ rồi hả? Dạ. Ôi, rồi chắc chắn rồi. Quất Hồng nè, bán không? Đây nè, chị Hồng nè. Chị Hồng nè. Ồ, không ngờ. Trời ơi, thích hồn. Đứng đây bán hả? Không có, đi vòng vòng. Khỏe không? Ôi nè. Sao rồi, ổng đâu? Ổng đâu? Ông chồng ngồi kia nè. Vô đây. Ông xã đây hả?
Dạ. Rồi nãy giờ rồi có bán phụ vợ không? Dạ, chồng bán hết rồi, rồi tới đây còn có nhiêu đây rồi tới đây. Bây giờ mấy giờ rồi mà xí số còn một một nùi vậy? 4 giờ 5 rồi. 4 giờ 5 rồi sắp sửa rồi. Thôi. Ê chị ơi, chị, anh chị, anh chị. Trời ơi Thúy Nga sắp có mấy tờ vé số nè. Mà sắp đến giờ sổ rồi, ủng hộ giùm Thúy Nga cái đi. Chị, đây em còn 5 tờ, chị mua giùm em 5 tờ luôn nha. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị may mắn, biết đâu tối nay mà chúng độc đắc chị nhớ tìm em nha. Hết chưa? Hết luôn rồi. Hay quá. Đó, hay không? Hay không? Cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi, ngày nào cũng đi bán vé số như vậy đó hả? Sao? Rồi ăn uống cái gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn phải không? Cho hai ổ bánh mì. Hai ổ bánh mì đặc biệt thịt nướng nha. Đến nhà không thấy hai vợ chồng đâu. Và cái điều mà đầu tiên anh gặp Hồng á, ấn tượng là Hồng có một đôi mắt rất là đẹp. Có gắn lông nheo giả không? Trời ơi, bà bán vé số thì bà cũng điệu ghê ha. Bà cũng nói mi phải không? Đúng rồi. Tôi nghi rồi, tôi nói ai mà bán vé số mà sao cặp mắt đẹp dữ vậy? Có muốn diễn chung với chị Thúy Nga không? Muốn, nhưng mà sợ không biết chữ thôi. Không thuộc kịch bản rồi sao diễn? Trời ơi, gì ra chưa biết chữ luôn hả? Chưa. Vợ bà có cần tôi dạy chữ không? Tôi dạy chữ cho bà. Căng. Thiệt không? Thiệt. Hứa nha. Chưa, bà già cũng có dạy, em cũng có dạy. Nhưng mà mỗi lần em dạy cái là dở chiêu là đá lông nheo. Lấy tạp ra chiêu vào cái... Không học đâu, I love you. Coi như là khỏi vô lớp luôn. Nó nghe nè, đi bán gì á. Rồi là có thường xuyên ở nhà ăn cơm với nhau không? Ít ăn cơm với nhà lắm. Nếu không có là giờ đi lấy số đi tình tành nữa rồi. Đi tới 9-10 giờ đêm về ngủ. Rồi chừng nào đói bụng mới ăn hủ tiếu gõ ngoài đường rồi về ngủ luôn. Bao lâu rồi hai vợ chồng không ăn cơm với gia đình đầy đủ? Cũng cả gần cả năm. Và em có thích ăn cơm ở nhà không? Thích. Tại sao thích? Vui vẻ, cả gia đình hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cho hỏi nè. Nhà của Hồng á, mẹ Hồng với gia đình là thích ăn món gì nhất? Mẹ thích. Thôi đừng nói món mẹ ăn món sầu riêng mắc tiền lắm á. Tối hôm đó má nói với lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Cái bữa đó đi bán tành, cái đi về thấy sầu riêng bán á, mua 2 trái 550 ngàn. Về kêu má ăn đi, cái má ăn, má hỏi nhiêu tiền, tao nói ăn rồi chiều có kết quả. Rồi còn vợ chồng con cái thì thích ăn món tôm chiên bột. Trời ơi, tưởng gì cao lương mỹ vậy, tôi lo được. Bây giờ giấy số bán hết rồi. Bây giờ đi chợ ha. Giờ tôi với Hồng đi vô chợ ha. Rồi chỉ cho tôi cái hàng tôm nào mà chị Hồng hay mua đó. Em mua về, rồi tôi làm cho. Đi gì rồi có đau chân không? Đi ha, một tuần lễ nghỉ một ngày. Thì biết sao nó chảy máu chân. Trời ơi, vậy hả? Sao mình không có kiếm cái xe lăn á, mình đi mình cho nó tiện mà mình không bị đau chân. Xe lăn hả? Xe lăn bây giờ mình mua mắc tiền đó. Lúc đó đi cái xe ba bánh á, mình đi tới nơi á, rồi á mình bước xuống rồi mình đi vô mời người ta, nhưng mà cái xe á nó bị hư hoài, cái xe đẩy á nó bị hư hoài à, nên đi bộ nhiều hơn cái xe. Là cái xe đang đi đó là hai vợ chồng cùng đi á hả? Dạ đúng rồi. Là hệt nó hư hoài luôn. Dạ đúng rồi. Đâu đây có tôm ngon nè. Quá. Dạ con mua tôm về con làm đồ ăn, con nói đãi chị Hồng ăn. Dạ mình có tôm nào ngon gì vậy? Thường là mình tôm lăn bột là mình thích ăn tôm gì? Tôm này nè chị nha. Tôm này là phải không? Tôm này là chị bán em nhiều ký? Bán 2,5 kg chị, 23. Em lấy 2 ký là hơn 500 cho gọn hả? Bán luôn 500 đúng không chị? Dạ. Rồi lâu lâu mình đãi chị Hồng mình phải chơi phủ phê. Bà đang mập rồi sẵn mình làm cho bà cái đà bà mập luôn. Hại bà chứ. Rồi giờ 2 trái này tính nhiêu? Cái này 170 kg anh. 2 trái này là 450 hả? 500 ngàn mà bán cho anh á là tình cảm 450. Rồi thèm chưa Hồng, thèm chưa? Thèm chưa Hồng, thèm chưa? Thèm chưa? Rồi. Thông báo tin vui. Cả cái chợ Hóc Môn còn sót lại 2 cái trái sầu riêng này. Được không người đẹp? Bây giờ chút nữa lên mâm cơm trò chuyện tiếp tục, nhưng mà trước khi ăn cơm là chúng ta vào bếp của nhà chị Hồng nghe chị Nga. Rồi đi. Tôm này bự, lăn bột là ngon lắm luôn.
Rồi bây giờ là bỏ nước vô đây phải không? Dạ. Chị làm sao cũng được hứ. Cho tôi hỏi bí quyết sao bà đi bán vé số mà bà làm gì mà da mặt bà đẹp gì? Có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì đâu. Vậy hả? Nhưng mà nghe nói là hồi đó bà má có chỉ chiêu gì cho da mặt đẹp mà đúng không? Thôi đừng nhắc con bà má chồng hả con. Mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su á, là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặn miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức mình lắm. Mình cứ nói vậy thôi là đâu có không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cứt á hả? Nó nói trời ơi. Trời ơi. Thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười. Cười nó, thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi. Nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo á. Tại sao bà quét thiệt luôn? Quét, đâu có biết, quét hai lần luôn. Trời ơi, rồi cái mặt nó có bị thúi không? Thúi cũng gán chịu nằm yên á, chứ không có đi ra ngoài trong phòng mà. Không, cái vụ này tôi thấy hay đó, mai mốt chắc tôi về tôi lấy cất xu tôi bôi chét mặt con. Đừng có làm như vậy nữa. Ủa sao vậy? Má nói giỡn á. Má nói giỡn hả? Đúng rồi. Trời ơi, bà không nói là bà can tôi là tôi làm rồi đó. Tôi cái gì đẹp đẹp tôi cũng chịu làm, tôi điệu lắm. À, con thấy nhà mình nhiều em bé quá cô. Ngày xưa tôi còn trẻ thì tôi làm nhà trẻ. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ mình không biết làm gì, thôi làm lại cái nghề cũ. Chuyển mấy đứa con công nhân mà đi làm. Cô là tổng cộng là có bao nhiêu người con? Ba thằng con trai. Một anh cả của nó là Bình Phương, là ở dưới nhà bè. Còn ở đây là tới Phương Thành, sinh 79. Còn anh nó là sinh 77. Rồi một đứa em út của nó là Toại thì sinh 82. Toại thì giờ Toại với Thành là ở chung với cô. Dạ. Còn thằng anh nó thì có nhà riêng ở quận, ở nhà bè. Dạ. Gia đình út thì mấy đứa con? Dạ hai đứa con. Cũng hai đứa, gia đình Hồng với Thành cũng hai đứa. Mà hỏi thiệt là nghe. Dạ. Có hai anh dâu ở trong nhà. Dạ. Có bao giờ mà gây lộn không? Bước là tụi nó còn nhỏ thì nó chưa biết suy nghĩ, thì đôi khi chị em cũng có vui buồn. Mỗi lần là hai chị em dâu mà đụng độ nhau thì cô giải quyết làm sao? Thì nói chung hai đụng độ thì mình cũng khuyên răn hai đứa, cũng rầy hai đứa. Vậy thì là có thường xuyên ăn cơm chung với nhau không? Dạ không, tôi thì tôi rất thích bữa cơm gia đình. Tại vì khi mà có bữa cơm gia đình thì ăn rất là ngon, mà tôi cũng ăn rất là nhiều. Nhưng mà khổ nỗi con nó đi làm, nó đi buôn bán tới tối tôi khuyên nó về, nên không thể nào ăn cơm chung được hết á. Nhưng mà nói thiệt với chú á, nhiều khi nhà tôi mà nói tới bữa Tết cũng có bữa cơm gia đình. Tại vì thường thường là con nó đi tứ xứ hết á, mấy đứa con dâu nó về quê có gia đình nó hết rồi. Rồi giờ đây chỉ có hai ông bà già mỗi người buồn buồn với tô. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ri bảo hành lên đến 10 năm. Nè, tôi không có sợ bắn đâu nha. Đây nè, chân, từ đây, con miếng nữa, còn miếng nữa. Còn miếng nữa. Mình cũng sợ chết rồi. Rồi nè, lẹ nè. Đó. Không sao, không sao. Văng ra. Không sao. Trời ơi, lúc kia chiên da heo nó còn chết ác nữa. Vậy hả? Nó lau buồn tình á, chồng nó nồi ăn á. À. Mua da heo về nó nổ banh xác. Trời ơi, thằng chồng đòi ăn đồ yêu nghiệt quá vậy. Ơi, phóng cũng gì. Dạ, nè, kéo kéo tôm ra đây tôi bỏ qua nè đó. Rồi, trời ơi, chú mẹ ơi, ngon nha. Cái món này tôi thấy ngon nha. Ok. Món này món riềng của gia đình phải không? Đúng rồi. Là ai là người ăn nhiều nhất? Chồng. Món nào thích mới ăn, còn thôi ngày tối ăn cơm nước canh không à. Không mà không nhận, tôi phải khen hai vợ chồng bà nha. Đẻ hai đứa con rất là khỏe mạnh mà nuôi đứa nào cũng bự hết trơn. Mình nó học một cái nó nhớ dài, nó học một lần ơi. Vậy sao không nói con nó dạy mình chữ đi. Nó dạy mà không biết bây giờ mình lo kiếm tiền thì sao á, đầu óc mình không có tiếp thu. Nhiều khi á cũng thích hát karaoke lắm mà không biết chữ đâu quá. Đây là vợ chồng Thành, đây là vợ chồng thằng Út. Trời vậy là bao nhiêu lâu rồi mới có một bữa cơm đông vậy bác? À, là lâu lắm rồi phải không? À, hồi nãy đứa chồng là ta tìm hiểu hết rồi. Thằng Út nó tên là Toại. Đó, Toại, vợ tên Toan, Toan Toại. Mời Tan Toại với Thành ăn cơm với Thuận. Ê, con mời bác trai đó. Cho. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh, pickable cho bạn mắt thật, sẽ chi thật.